Màn ghen tuông cực yêu của Harry với Trấn Thành, Lan Ngọc ở Rainman bản Việt. Những tưởng Harry sẽ đổi ý, muốn lập cặp đôi với anh Xin, ai dè cô nàng lại mạnh mẽ chen vào cạnh Ninh Dương Lan Ngọc, tham gia tập chính với tư cách khách mời. Thế nhưng Harry Won không được chung đội với chồng mình, mà là Ngô Kiến Huy. Đặc biệt khi biết có thử thách ăn bánh que hai đầu sẽ có nhiều khoảnh khắc tình cảm xảy ra, thế nên cô nàng đã đổi sang đội trắng. Những tưởng bà xã khủng long sẽ chọn Trấn Thành, thế nhưng cô nàng lại lựa chọn Lan Ngọc là người mình muốn chung đội. Sự xuất hiện của Harry Won đã khiến màn ăn bánh que của đội trắng Trấn Thành và Ninh Dương Lan Ngọc vô cùng trắc trở. Những biểu cảm đánh ghen vô cùng hài hước khiến khán giả chỉ thấy buồn cười mãi không thôi. Tuy vậy, những hình ảnh hậu trường không lên sóng của tập chính Chạy Đi Chờ Chi đã hé lộ tình huống bất ngờ khi biết thử thách tiếp theo sẽ là ăn bánh que hai đầu. Khả năng phải môi chạm môi để giành chiến thắng, Harry Won lập tức xung phong đời đổi đội. Trong lúc mọi người còn ngơ ngác, cô nàng xinh đẹp đã chỉ tay về đội trắng của Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc muốn về đội này và từ từ tiến đến ông xã Trấn Thành. Những tưởng Harry sẽ đổi ý, muốn lập cặp đôi với anh Xin, ai dè cô nàng lại mạnh mẽ chen vào cạnh Ninh Dương Lan Ngọc và đẩy Trấn Thành về đội Ngô Kiến Huy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vừa định thần lại và hiểu Harry Won là muốn về chung ăn bánh que với mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã vừa cười vừa mếu, em không chịu đâu, trong lúc mọi người xung quanh cười ồ trêu chọc. Mặc dù sau đó Trấn Thành đã mắng yêu vợ đừng trêu chọc em nhỏ nữa, nhưng Harry cũng không quên đệm thêm, không sao, sáng nay chị đã hôn môi anh Thành rồi, vẫn còn dấu vết đó nha. Tuy biết chị đại chỉ đùa thôi, nhưng Ninh Dương Lan Ngọc không khỏi tiếp tục bàng hoàng mếu máo, còn Trấn Thành lại phải đến giả vờ trừng trị vợ Harry đã hù dọa em nhỏ. Màn tương tác hài hước của vợ chồng siêu lầy Trấn Thành Harry Won đã mang đến nhiều tiếng cười và giúp các đội chơi phần nào thả lỏng trước khi vào thử thách khó khăn này. Cuộc đua đám cưới với năm cặp đôi Trấn Thành, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Harry Won, Trun Phạm, Sam, Bibi Trần, Trương Thế Vinh và Liên Bỉnh Phát Buka sẽ tiếp tục với những thử thách thú vị hài hước hơn trong tập 10 Chạy Đi Chờ Chi phát sóng lúc 19:30 tối thứ Bảy.